là Hongoshi thì như các bạn đã biết thì ngày 20 tháng 6 vừa qua thì Oppo đã quyết định tung ra Oppo Find X sau khi mà 4 năm dòng Find im lặng mà không hề có một cái động tĩnh gì. Và các bạn đã cảm thấy quá bội thực trước Oppo Find X thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến một tâm điểm cũng được đáng chú ý không kém vào cái ngày 20 tháng 6 đó. Đó chính là Oppo Find X Lamborghini với cái mức giá mà người ta tung ra cực kỳ chát là 44 củ. Kiểu như lúc mình nghe thấy mình kiểu như mất 44 củ tiền đâu mà mua. Vậy thì để xem là cái em Oppo Find X Lamborghini có cái điều gì đặc biệt mà Oppo lại gắn với cái mác là 44 củ thì hãy cùng tiếp tục theo dõi clip nhé. Và theo như thông số mà Oppo đưa ra thì cái phiên bản Oppo Find X Lamborghini sẽ có những cái thông số kỹ thuật cũng như là những cái thiết kế nó giống hoàn toàn so với cái phiên bản là Oppo Find X. Và còn nó khác ở một chỗ, đó chính là cái phần mặt lưng nó sẽ được thiết kế lồng vào những cái sợi carbon của mình ở trong đấy. Và những cái sợi carbon này chính là những cái sợi carbon mà Lamborghini đã sản xuất. Được biết cái sợi carbon thường được áp dụng để sản xuất siêu xe nhờ cái đặc tính nhẹ này, bền này, chịu lực này, nhiệt vượt trội và đặc biệt nó còn cứng hơn cả thép. Chính vì vậy mà nhờ được hoàn thiện bằng cái sợi carbon cho nên Oppo Find X Lamborghini sẽ có được cái thân hình cứng cáp chắc chắn và tất nhiên là sẽ giảm được cái sự hư hại khi mà bị va đập mạnh, giúp cho người dùng khỏi mất một cái khoản chi phí để sửa chữa những cái bản mặt kính. Bên cạnh đó thì Oppo Find X cũng chỉ được trang bị cái công nghệ sạc nhanh VOCC thì Find X Lamborghini sẽ được nâng cấp lên thành Super VOCC. Và nếu như Oppo công bố thì công nghệ sẽ giúp cho máy sạc đầy viên pin có dung lượng là 3400mAh chỉ trong vòng 35 phút thôi. Và để làm được điều này thì Oppo đã nâng mức công suất sạc lên tới 50W với cái bộ cấp nguồn là 10V 2A. So với VOCC thì công nghệ Super VOCC đem lại thời gian sạc nhanh hơn tới gấp 2 đến 3 lần. Và điểm nâng cấp cuối cùng ở trên cái Find X Lamborghini này đó chính là cái bộ nhớ trong của em này, khi mà bộ nhớ trong của em này lên đến là 512GB so với 256GB ở cái phiên bản Oppo Find X. Thực ra với cái bộ nhớ trong này các bạn sẽ khó có thể tìm thấy được ở trên bất cứ cái smartphone nào. Và nhờ những cải tiến vừa nãy mình kể trên đây là Oppo Find X Lamborghini có cái mức giá là 1.699 euro. Quá là chát luôn, thật sự quá là chát luôn. Trong khi em này vẫn được chạy với cái cấu hình mà của Oppo Find X dòng đó. Đó chính là con chip Qualcomm Snapdragon 845 với RAM 8GB, cụm camera kép 16MP f2.0 cùng với 20MP f2.0 luôn, tự động lấy nét, đèn flash LED 2 tông màu. Phía trước là một camera 25MP khoảng độ f2.0 nốt và màn hình 6.4 inch sử dụng kính cường lực và Gorilla 5 được làm cong tứ phía với tỷ lệ là 19:5:9 với cái độ phân giải là Full HD cộng cùng với hệ điều hành Android 8.1 Euro đã được cài sẵn với cái giao diện ColorOS 5.1. Tóm lại thì Oppo Find X Lamborghini nó sẽ được nâng cấp gì so với Oppo Find X? Thứ nhất đó chính là cái thiết kế mặt lưng được làm bằng sợi carbon vô cùng là cứng cáp này, sẽ giúp các bạn có một con máy ngon nghẻ hơn. Nếu như các bạn lo lắng về cái mặt lưng kính hay bị rơi rớt hay bị vỡ thì với Oppo Find X Lamborghini các bạn sẽ không phải lo lắng về điều đó. Cái điều các bạn đáng lo đó chính là nó bị nhúng nước, bởi vì có cái mặt camera nó đục lên, nó bật lên ấy, thì đấy, nhúng nước thì coi như là đáng lòng luôn. Rồi cái thứ hai đó chính là cái bộ nhớ trong của em này được nâng cấp lên là 512GB, một bộ nhớ vô cùng kinh khủng khiếp. Nhưng mà mình nghĩ điều này nó cũng khó giúp ích được nhiều cho máy, bởi vì nhu cầu của chúng ta mà chúng ta không phải sử dụng một con máy nhiều smartphone, mình hay thay đổi liên tục đúng không nào. Thì nếu mà nâng cấp cao hơn như vậy thì sẽ làm phí đi nếu mà chúng ta muốn đổi cái máy, cái bộ dung lượng nó bị trống. Và cái điểm thứ ba đó chính là thay vì VOCC thì là Super VOCC. Đó là ba cái điểm chính mà Find X Lamborghini đã nâng cấp hơn rất là nhiều so với Find X. Vậy thì những ai sẽ mua Find X Lamborghini? Thứ nhất là nếu các bạn mua Find X Lamborghini thì các bạn nên mua thêm một con Lamborghini nữa để đi cho nó đồng bộ với nhau. Cái thứ hai, nếu các bạn đã có một con Lamborghini rồi thì các bạn cũng nên mua Oppo Find X Lamborghini để cho nó cũng đồng bộ với nhau luôn. Tôi đang nói cái gì vậy chứ? Ok, vừa rồi thì mình vừa liệt kê ra những cái tính năng đặc biệt mà Lamborghini nó khác với Find X bình thường. Vậy thì các bạn thấy thế nào? Và các bạn liệu có chấp nhận bỏ ra 44 củ và tầm vài tỷ nữa để mua thêm con Lamborghini hay không? Thì đừng quên comment ở phía dưới này nha. Và đừng quên nhấn like, share như là subscribe kênh YouTube channel chúng mình đó. Còn vậy thì bye bye! Hãy mua Find X Lamborghini và Lamborghini để tăng cái sự sang trọng, thần thái và đẹp trai của bạn.